Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào bạn, bạn đang lo lắng vì không biết liệu mình đang mang thai hay không. Bạn muốn biết kết quả nhưng trong nhà lại không có sẵn que thử thai, hầu như chẳng tự nhiên mà mua que thử thai rồi. Và cũng có nhiều bạn còn với tâm lý e ngại khi ra hiệu thuốc nữa. Và có một phương pháp rất là hay nên PMT Doctor muốn chia sẻ ngay lập tức với mọi người, đó chính là dùng xà phòng bánh, xà phòng thơm, cái mà ai cũng có. Việc thử thai tại nhà như thế sẽ mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu trước khi bạn đi siêu âm bụng hoặc là siêu âm đầu dò hoặc thử máu, thì mình có thể thử tại nhà với cách cực kỳ đơn giản này, lại không phải chờ đợi kết quả quá lâu. Nếu không có sẵn que thử thai, bạn có thể dùng xà phòng. Thử thai bằng xà phòng được thực hiện bằng cách bạn trộn xà phòng với nước tiểu lấy từ lần đi tiểu đầu tiên vào buổi sáng. Đây là cách thử thai vô cùng đơn giản, lại không hề tốn kém. Hơn nữa, bạn có thể thực hiện nhiều lần nếu muốn. Phương pháp này phù hợp với những ai mà ngại ra hiệu thuốc để mua que thử thai. Phương pháp thử thai bằng xà phòng đã được rất nhiều bà mẹ trên khắp thế giới áp dụng và nhận thấy kết quả tương đối hiệu quả. Ngoài phương pháp này, cũng có những cách thử thai khác mà bạn có thể áp dụng tại nhà, chẳng hạn như thử thai bằng đường, thử thai bằng kem đánh răng, nên thì doctor sẽ nêu chi tiết trong những video khác. Để thử thai bằng xà phòng thì bạn cần chuẩn bị một cục xà phòng nhỏ, nước để làm tan bọt một chút từ cục xà phòng. Cần khoảng 30ml mẫu nước tiểu của lần đi tiểu đầu tiên vào buổi sáng. Chuẩn bị một chiếc cốc hoặc là ly nhựa. Xà phòng bạn nên chọn lại có màu trắng đục. Nước tiểu thì cần lấy đúng theo yêu cầu, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả mà bạn nhận được. Đầu tiên, bạn lấy miếng xà phòng cho vào nước, khuấy đến khi xuất hiện bọt. Sở dĩ nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng vì nó có lượng hormone thai kỳ tương đối cao. Dung dịch xà phòng ở trên đem trộn cùng với mẫu nước tiểu tỷ lệ 1:3, một xà phòng 3 nước tiểu, đảm bảo rằng nước tiểu thêm vào nhiều hơn xà phòng để có kết quả tốt nhất. Thời gian chờ kết quả là từ 5 đến 10 phút. Trong khi chờ đợi, bạn cần tránh làm ảnh hưởng đến hỗn hợp, không rung lắc, không quấy trộn gì nữa để kết quả không bị sai lệch. Sau khi để hỗn hợp không bị ảnh hưởng trong vòng 10 phút, bạn có thể kiểm tra kết quả thử thai với các dấu hiệu bên ngoài dễ dàng nhận được như sau. Với kết quả dương tính, có thai, khi quan sát sẽ thấy hỗn hợp bắt đầu nổi bong bóng và cũng thay đổi màu sắc sang màu xanh lục, nghĩa là màu xanh da trời đó. Và với kết quả âm tính thì nếu hỗn hợp không có bất kỳ thay đổi nào sau 10 phút, điều đó có nghĩa bạn không mang thai. Không riêng gì thử với xà phòng và các biện pháp khác như là giấm, kem đánh răng và đường thì đều có cùng quy trình là trộn nước tiểu với mẫu vật phẩm tương ứng. Trường hợp với đường, nếu thấy đường xuất hiện vón cục sau khi trộn thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn mang thai. Còn với kem đánh răng và giấm, khi trộn những thứ này với nước tiểu thì quan sát màu sắc thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đã có thể mang thai. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng những phương pháp này đều bắt nguồn từ dân gian hoặc là truyền miệng mà không có bất kỳ một cơ sở khoa học nào chứng minh. Chính vì vậy, nếu kết quả là dương tính và nghi ngờ mình có thai, bạn nên đi khám sớm để được chăm sóc sức khỏe kịp thời. Thử thai bằng xà phòng chỉ là phương pháp gợi ý, nếu chưa chắc chắn thì bạn hãy đến kiểm tra tại các phòng khám nhé. Hãy cùng chia sẻ ngay bên dưới phần bình luận kết quả bạn thực hiện được so với các kết quả đã được kiểm tra chắc chắn nhé, để có thể chia sẻ cùng với những mẹ khác và cho mình biết kết quả thực hiện. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hết video này, luôn tin tưởng và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.